quay lại hết cái đoạn mà giảng trong cái buổi ngày hôm nay để những bạn mà nghỉ, tại vì cái nội dung thôi từ từ hello. Như vậy thì cái nội dung của cái bài slide 3 khá là quan trọng, cho nên là các bạn hết sức chú ý giúp thầy. Rồi tập trung ha. Trong cái phần này ở trong Java 1 chúng ta đã học list, học array list. Bây giờ qua Java 2 thì chúng ta sẽ dùng đến set và map. Như vậy thì hai cái này có gì khác? Hai cái này có gì khác? Vậy trong cái quá trình chúng ta học thì có một cái cây nó sẽ kế thừa như thế này. Collection là cái phương cái interface đầu tiên. Sau đó thì người ta sẽ kế thừa ra list và set cũng là interface luôn. Và người ta xuống viết thành class ArrayList chúng ta học. HashSet chúng ta học. Cho nên khi mà các bạn khai báo mà list thì nó không chấp nhận. List bằng new list thì nó không chấp nhận. Mà bạn khai báo là list bằng new ArrayList thì cái này chúng ta học ở Java 1 nó là một dạng đa hình. Nhớ không? Java 1 nha. Đa hình. Như vậy giữa cái list và cái set có gì khác? Có gì giống? Giống là gì? Nó đều là một danh sách chứa các phần tử ở bên trong. Đối với lại list, người ta demo ở đây khai báo thêm số 122 thì nó xuất ra 122, bởi vì tất cả các phần tử chúng ta thêm vào nó đều giữ lại. Còn nếu như mà chúng ta khai báo là set, chúng ta thêm 100, 200, 200 thì nó chỉ giữ 100, 200. Vậy giữa set và list khác nhau gì? Rồi, như vậy thì list là nó sẽ giữ hết tất cả những phần tử mà chúng ta add vào. Còn set thì những phần tử nào mà giống nhau thì nó không thêm. Đã tồn tại rồi thì thôi. Vậy thì cái quan trọng là chúng ta ứng dụng nó vào đâu? Ứng dụng hai cái này vào đâu? Ví dụ các bạn có một danh sách các con số. Ví dụ như là thầy gõ ngẫu nhiên. Đó, danh sách các con số. Chúng ta có 8 số. Và thầy hỏi rằng là trong cái con số này nè, có những số nào, hoặc là có những số nào mà từ 0 đến 9 xuất hiện trong này. Thì nếu trong trường hợp mà các bạn chuyển cái số này nè thành danh sách là list thì các bạn liệt kê ra 3, 4, 6, 2, 2, 4, 5, 6 và có tổng cộng cái list của các bạn là 8 phần tử. Nhưng nếu mà các bạn chuyển nó thành set, tức là có những số nào xuất hiện thôi, thì trong này xuất hiện số mấy? 2, 3, 4, 5, 6. Chỉ có vậy thôi. Và chỉ có 5 số xuất hiện trong này. Như vậy thì chúng ta, cái này là set, chứ là chúng ta đưa tất cả các số ở phía trên vào set thì nó chỉ còn lại là 2, 3, 4, 5, 6 thôi. Đó là set. Như vậy thì nếu như chúng ta xem thử là trong cái chuỗi của mình có chữ A, chữ B, chữ C gì đó thì chúng ta cũng có thể là dùng set. Như vậy ứng dụng của set
tùy theo cái mục đích bài toán của chúng ta. Chúng ta không muốn lặp, chỉ cần xuất hiện một lần, chúng ta kiểm tra nó tồn tại hay không thì chúng ta dùng set. Còn nhớ chúng ta liệt kê hết tất cả các phần tử thì chúng ta dùng list. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ demo buổi 6, thầy lấy cái ở trên vì cái ở dưới thầy đã có buổi 6 rồi. Buổi 6 và chỗ này thầy sẽ demo cho các bạn là list và set demo. List và set demo main. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng list và chúng ta khai báo cái list này là kiểu integer list bằng new array list. Bây giờ giả sử chỗ này bạn new list đi, rồi chỗ này nó yêu cầu mình import trước đi, import until nha, list until, thì chỗ này nó vẫn lỗi bởi vì list của mình nó là một interface, nó không phải là class cho nên không new được. Vậy chỗ này chỉ có new được là new array list. New array list. Và tất nhiên new array list thì mình phải import cái array list vào và chấp nhận. Được chưa? Còn cái dấu gạch vàng này thì nó nói gì? Cái biến list chưa có xài bao giờ. Nếu mà bạn bấm vô đây thì nó biểu là remove đi. Tức là nếu mà khai báo mà không xài thôi bỏ đi. Ý của nó là vậy. Nếu như mình khai báo đó mình không xài thôi bỏ. Nhưng mà mình chưa xài. Thầy. Nghe. Chưa chia sẻ mình thầy. Lên đây xem. Như vậy chúng ta đã khai báo được list. Và trong cái list của chúng ta dùng phương thức thêm vào. Bạn thêm ví dụ như là số 6. Bạn thêm số 2. Bạn thêm số 9. Và bạn thêm lại số 2. Nó vẫn ok. Bây giờ mình sẽ in cái list này ra. Cộng với list chấm toString. In cái list này ra. Đây. 6, 2. Nó in cái danh sách của chúng ta ra. 6292. Các bạn mà ngồi ở bên phía bên kia thì không thấy thì mình ngồi qua bên này dễ thấy hơn. Bây giờ thầy zoom lên thì vẫn được, nhưng mà zoom lên thì các bạn lại không nhìn thấy tổng quan. Zoom lên là mất chuột. Được chưa nào? Như vậy chúng ta đã khai báo được list. Bây giờ đối với lại set, chúng ta khai báo một cái set. Cũng tương tự, chúng ta dùng integer và chúng ta khai báo cái tên cho nó là set bằng new hset.
và hai cái set và hát set nó chưa có import vào. Set và set. Tương tự như vậy, chúng ta cũng thêm chừng đây cái đối tượng vào. Chúng ta đổi cái list thành set. Và chúng ta cũng in cái set này ra. Các số thì giống nhau. In set ra. Cũng set to string. Chạy lại. Sao nào? Lúc nãy thầy nói là gì? Set thì nó chỉ in các phần tử xuất hiện một lần. Nhưng mà còn gì khác nữa không? Tự động sắp xếp các phần tử. Đây là set. Được không nào? Dễ không? Rồi các bạn viết lại code demo của list và set để chúng ta hiểu vấn đề của nó. List và set. Rồi code của chúng ta. Các bạn có thể copy vô và chạy để mình xem nó hoạt động thế nào cho nó nhanh. List và set. Được chưa? Chạy thử đi. Mình có thể thay đổi các cái phần tử đưa vào để xem thử là nó xem vào cái gì. Máy đó. Ok. Ngày hôm nay thì thầy không nói gì, nói chung là đầu năm hoang hoang thủy, nhưng mà có một cái mà các bạn không học được thì các bạn thiệt thòi thôi. Nhưng giờ thì nói dần dần, các bạn lớn lên rồi đúng không? Học thầy con là quyền của các bạn. Bây giờ chỗ này mid.editor em phải tắt cái này ra nó mới thêm vô in một vô. No. In một cái in vô. In một lại vô cái gì? Dưới không là thêm cái nữa, in một cái nữa. Không là thế là không biết. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Như vậy trong này người ta quan tâm đến phần list nhiều, thì các bạn chú ý dùm cho thầy, nó có một cái lớp là collection. Hello. Cái lớp này xử lý trên các danh sách của chúng ta. Cái collection này nó cho phép chúng ta thêm tất cả, remove tất cả, hoặc là kết hợp hai tập hợp lại chỉ lấy những phần tử chung, hoặc là kiểm tra xem có chứa đựng hay không, vân vân. Như vậy thì đối với lại một cái phương thức liên quan đến list của chúng ta, thêm vào là chúng ta đã thêm được rồi nè, thêm tất cả. Nếu như mà mình có một cái danh sách khác mình thêm vào, ví dụ ở chỗ này người ta sẽ demo, ở dưới là trên là list, dưới là set, và mình chọn là cái set này nè, thêm tất cả các phần tử của list vào. Vậy thì chỗ này chúng ta muốn demo, chúng ta phải đổi số liệu cái, tại vì nếu mà chúng ta để số liệu thì nó giống nhau. Vậy chỗ này chúng ta để là 60, 20, 90, 20, ví dụ vậy, thì nó có sự khác nhau tí xíu và dữ liệu của chúng ta đã khác. Bây giờ chỗ này, trước khi chúng ta in cái set này ra, thì chúng ta chọn set và chúng ta thêm tất cả các phần tử của list vào. Thêm tất cả các phần tử của list vào, tức là thêm 6, 2, 9, 2. Thêm 6, 2, 9, 2 vào thì nó sẽ thêm các đối tượng của chúng ta ở đây. Rồi. Như vậy thì ở chỗ này 2. Nếu trong trường hợp mà mình thêm từng phần tử, ví dụ như chỗ này, trong trường hợp mình thêm từng phần tử thay vì mình add all chỗ này, thử xem nó ra cái gì. Rồi, thay vì mình thêm nguyên cái danh sách ở trên thì mình thêm từng phần tử vào. Nó đã sắp xếp đó, sắp xếp theo kiểu của nó. Rồi, bây giờ nè, mình muốn thử nha. Mình thêm số 70 đi, hoặc là thêm số 7 đi,
Thêm số 7. Thêm số 7 vô coi nó nằm đâu. 7. Rồi, tiếp tục. Thêm số ok, thêm số 70. Thêm số 201. Sao? Y là sao? Ý của bạn nói là 201 nó sẽ nằm ở đây nè. Rồi, tạm thời bỏ qua nó đi. Được chưa? Tạm thời mình bỏ qua đó. Bây giờ mình chỉ biết là list nó thêm vào đi. Tí nữa mình tìm hiểu tại sao nó thế. Đối với lại cái list của chúng ta. Add on là nhận nguyên cái list luôn. Đẩy nguyên cái list vô. Được. Đấy, thì mình truyền nguyên cái list vô mà. Nè, thay vì chỗ này mình add từng phần tử thì mình đẩy nguyên cái list vô nè. Array list đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua một số cái phương thức mà liên quan đến list. Lấy đối tượng, set, thêm, nhưng mà thêm có index. Thêm có index, có gì khác nào? Thêm bình thường của chúng ta, nếu chúng ta dùng phương thức add bình thường thì nó sẽ thêm vào cuối. Còn giả sử chỗ này mà số 2 này chúng ta thêm vào vị trí. Ví dụ như chỗ này nó là số 4 đi. Chỗ này chúng ta thêm vào 2,2. Theo các bạn thì cái list của mình nó sẽ xuất ra gì? À, 6, 4, 2, 2, 9. Click của chúng ta nó sẽ xuất ra là 6429. Tại vì số 2 nó được chèn vào vị trí thứ 2. 0, 1, 2. Đến đây, nếu mà thêm vào đến đây thì số 9 này là ở vị trí 2. Nhưng mà xuống dưới chúng ta chèn vào. Còn giả sử như chỗ này là số 1 thì của chúng ta sẽ là 6249. Đó là thêm vào vị trí. Rồi liên quan đến phần thêm. Remove là remove ở một vị trí. Rồi index of là cái gì? Tìm vị trí ở phần tử. Tìm vị trí của phần tử đó mà thấy đầu tiên. Thấy đầu tiên. Ví dụ như là cái list của mình. Mình có số. Mình thêm vô đây. Một cái số 4 nữa đi. Rồi. Phần set này chúng ta tạm thời bỏ qua. Bây giờ chúng ta thao tác với cái list. Vậy số 4 chúng ta có hai vị trí. Nếu như các bạn chọn là S out của list chấm index of 4 và last index of 4. Một cái là số 2, một cái là số 4. Vị trí đầu và vị trí cuối.
Còn nếu như mà in date of của năm, nó sẽ ra gì? Không tìm thấy. Được chưa? Vì vị trí của chúng ta là 0, 1, 2, 3, 4, tức là những số từ 0 trở lên. Mà nếu mà không tìm thấy thì nó trả về -1. Để mình biết được là cái số đó có tồn tại hay không. Thay vì các bạn tìm kiếm thì các bạn có thể dùng index of để các bạn biết được là tồn tại hay không. Và nếu tồn tại thì tồn tại ở đâu. Đó là cách để chúng ta tìm kiếm một đối tượng ở trong list. Giả sử như thế này, thêm vào remove. Đó. Các bạn sẽ demo phần này giúp thầy. Duyệt danh sách thì cũng là duyệt mảng, bởi vì nó là array list. Thì chúng ta for thường hay là for it, hay là các bạn sẽ dùng một cái cách là net để các bạn duyệt. Phần tiếp theo, combo box và table. Cái bài này hôm trước là chúng ta đã demo rồi, cho nên chúng ta không làm lại. Chúng ta sẽ đi sâu vào cái phần list của chúng ta. Đối với lại phần binary search thì ở đây người ta sẽ viết sẵn cho các bạn một cái class là class collection. Class này sẽ hỗ trợ cho chúng ta ví dụ sort, reverse hoặc là fill. Ví dụ ở đây mình đang có một cái danh sách 5 phần tử, và xuống dưới này thầy dùng cái collection của chúng ta, collection, và chúng ta sẽ cái collection này chúng ta sẽ sử dụng cái phương thức của nó là phương thức fill. Fill là gì các bạn? À, đổ vào hoặc là tô, giống như là mình dùng fill tô màu. Fill, ví dụ như là mình fill số 0 đi. Sau đó mình in cái list này lại. Một lần nữa. Nó đẩy hết tất cả các phần tử của list là 0. Thay vì mình for, mình gán, thì nó dùng một cái phương thức là fill. Ví dụ như mình gán vô đây số 30. Thì nó fill 30. Được chưa? Đó là fill. Giả sử mình sử dụng một cái phương thức collection sort. Sort list. Và mình xuất cái list này lại lần thứ hai. Danh sách của mình đã được sắp xếp. Như vậy, nhìn kỹ lại coi. Cái lớp collection này nè. Mình có khai báo nó không? Mà mình xài được luôn. Tại sao? Lớp static. Ok, tốt. Lớp khai báo static. Mà có biết tại sao static thì không cần khai báo không? Tại sao? Giữa static và không có static có gì khác? Tại sao nó không xài?
Static là khi các bạn biên dịch, bộ nhớ sẽ dành một không gian cho cái lớp này, cố định từ đầu cho đến cuối chương trình, và nó tồn tại. Nếu như bạn không xài nó vẫn tồn tại, và nó tồn tại tại một vị trí đó thôi. Ví dụ chúng ta có một cái người là reception, thì người đó chỉ có ngồi ở bàn tiếp tân thôi, ví dụ như vậy. Còn đối với nhân viên sale chẳng hạn, thì có thể là ngày hôm nay ở chỗ này, ngày mai ở chỗ khác, thì cái không gian mà dành cho người sale có thể thay đổi, nhưng mà không gian dành cho reception chỉ có một vị trí là bàn tiếp tân thôi, ví dụ vậy. Tức là khi mà bạn khai báo là biến tĩnh hoặc class tĩnh, thì bộ nhớ nó sẽ chừa sẵn một cái không gian cho cái biến đó, cho cái class đó, và tồn tại từ đầu đến cuối. Cho nên chúng ta gọi nó bất kỳ lúc nào nó cũng sẵn sàng. Cho nên không cần khai báo biến, không cần khai báo biến, mình vẫn xài được. Tiếp theo, đối với lại phần này, chúng ta có binary search. Binary search là gì ta? Binary search là gì? Binary search nó trả về cho chúng ta một cái giá trị tìm kiếm in. Thì cái này là gì? Ví dụ như chỗ này các bạn sẽ đưa vô cái collection chấm binary search. Search cái gì? Ví dụ như chúng ta search số 4. Chú ý nha, chú ý giùm thầy. Vậy đối với chỗ này mà chúng ta gọi như vậy á, thì nó vẫn chạy, nhưng chúng ta không thấy gì hết. Lý do? Cái này nó trả về cho chúng ta một con số mà chúng ta không xuất ra thì chúng ta đâu có thấy. Muốn thấy thì chúng ta dùng lệnh để chúng ta xuất nó ra. Xuất nó ra. Rồi chạy lại. Như vậy số 4 xuất hiện có vẻ không ổn lắm. Chỗ này là do chúng ta sort rồi. Ví dụ như chỗ này chưa sort đi, chưa sắp xếp, mà chúng ta dùng binary search. Số 4 này là hên thôi. Ví dụ như là số 2 đi. Số 2, số 6 đi. Số 6 nó ở đầu. Số 6 có nhưng mà nó tìm ra trừ 4. Bởi vì khi mà các bạn dùng binary search thì bản thân cái danh sách này nè là phải được sắp xếp rồi. Vậy binary search là gì? Binary search là gì? Ví dụ cái mảng của chúng ta, bây giờ chúng ta sẽ có là 1, 3, 4, 6, 8, 9. Các bạn tìm cho thầy số 8. Tìm cho thầy số 8. Nếu như bình thường thì các bạn sort, các bạn tìm kiếm bằng cách là các bạn duyệt tuần tự, đúng không? Duyệt tuần tự. Mà nếu như số 8 thì bạn phải qua mấy bước? 1, 2, 3, 4, 5. 5 bước. 5 lần tìm bạn mới thấy. Được chưa? Còn giả sử như bạn có 1.000 phần tử. 1.000 phần tử. Nhưng mà cái phần tử bạn cần tìm á, nó nằm ở khoảng cỡ 900. Thì bạn phải duyệt 900 lần. Bạn phải lặp đi lặp lại 900 lần thì bạn mới thấy. Còn nếu mà chúng ta dùng binary search, mình tìm số 8, thì nó sẽ lấy số ở giữa của dãy này là số mấy?
Số 4. Nó sẽ lấy, nó chia 2 và nó lấy phần nguyên. Thì ra số 4. Mà mình tìm là mình tìm số 8. Như vậy, nó lấy cái ở giữa nè. Nó so sánh với 8. Nếu không bằng, tức là nếu bằng thì nó xuất ra luôn rồi, là tìm thấy. Còn nếu mà không bằng thì sao? Thì nó sẽ so sánh cái số mà ở giữa này so với 8. Nếu cái 8 này, số cần tìm mà lớn hơn cái giữa, thì nó tìm phần sau. Nó tìm phần sau. Và chúng ta tìm số 8. Vậy nó lấy phần giữa của cái này là 8. Vậy tìm thấy chưa? Chỉ có 2 lần thôi là đã xuất hiện số 8 rồi. Đó, chỉ mới 2 lần tìm thôi là mình đã thấy có số 8 rồi. Còn nếu mà mình duyệt tuần tự thì lúc nãy mình nói là tìm đến 5 lần thì mới thấy được số 8. Giả sử như mình tìm số 3. Nếu mình tìm số 4 thì chắc chắn là một lần một duy nhất là đã thấy được số 4. Giả sử mình tìm số 6. Số 4 so với số 6 không được. Như vậy nó sẽ tìm ở đây là 6, 8, 9. Số 6. Số 8 so với số 6 không bằng. Thì 8, 6 nhỏ hơn 8. Thì nó tìm ở cái phần phía trước là 6. 6 thì bằng 6. Đến lần thứ 3 là chúng ta đã thấy được số 6. Như vậy thì đối với lại một dãy của chúng ta, cứ sau mỗi lần tìm có phải là giảm đi một nửa không? Cứ sau mỗi lần tìm là giảm đi một nửa. Ví dụ như là 1.000 thì một lần tìm nếu không thấy thì lần sau mình chỉ tìm trong 500 thôi. Nếu mà không thấy nữa thì tìm trong 250. Như vậy cái đó người ta gọi là nhị phân. Nhị phân hay còn gọi là binary. Tìm kiếm ở dạng chia đôi thì người ta dùng cái từ là binary. Sort hồi nãy mình làm rồi. Sort for là gì? Sáu chọn. Như vậy ở chỗ này chúng ta thay vì chúng ta sử dụng cái mảng cũ thì chúng ta có thể collection và chúng ta chọn sort for. Cái list nó sẽ in cái list này trước và sau. Hai cái này bỏ đi. Rồi xuất cái mảng trước và sau. Đây lúc mình nhập vào. Lúc này là sort for. Bây giờ mình chạy lại lần nữa là nó ra cái danh sách khác. Như vậy mỗi lần nó tạo ra một cái mảng ngẫu nhiên. Như vậy thì cái bài này sau này nếu như mà các bạn làm một cái trò chơi chẳng hạn, các bạn tạo ra random danh sách sinh viên hoặc là danh sách nhân viên để nhận quà may mắn chẳng hạn, thì chúng ta có thể lấy một cái list ra và chúng ta search for nó. Và chúng ta chọn người đầu tiên. Ví dụ như vậy thì đúng rồi. Thì chúng ta có thể là thay vì dùng cái hàm random cũng được, thì mình dùng cái search for của cái list và mình lấy ra một cái vị trí nào đó thì nó là ngẫu nhiên. Thì đó là search for. Rồi revert. Revert là gì ta? Đảo. Ok. Thay vì chỗ này chúng ta chọn shuffle thì chúng ta có thể đảo nó thử xem nó ra cái gì. Revert. Rồi. 49426. 49426. Và các bạn sẽ thử giúp thầy làm một cái bài tập nhập. Cái này thì không khó nha. Nhập vào một số kiểm tra
số đối xứng là số sao? Số đối xứng là số sao các bạn? Số đối xứng dân gian gọi là số gì? Số gánh là số sao? Hả? Số gánh, hộ không biết luôn hả? Số gánh là số sao? Ủa thì không biết luôn hả ta? Số bù, số gánh nào mà không biết hả? Đó, đúng rồi. Ví dụ 3, 5, 2, 5, 5, 3, gánh ngược lại. Ví dụ như là 3, 5, 2, thì là 5, 3. Thì gánh quá. Ừ. Rồi. Như vậy chúng ta sẽ làm cái bài này, có rất là nhiều cách làm. Nhưng mà thầy muốn các bạn là sử dụng list. Sử dụng list và sử dụng reverse. Đảo ngược để xem thử là cái số của chúng ta có phải là số đối xứng không. Nếu là số đối xứng thì sau khi revert nó sẽ làm sao? À, nó giống như số cũ thì là đối xứng. Rồi, thử xem. Giả sử như mình nhập vào một số, sau đó mình chuyển nó về thành một cái list. Rồi mình revert cái list đó và kiểm tra cái list cũ và list mới giống nhau không. Nếu giống thì nó là số gánh hoặc là số đối xứng. Thử xem nào. Cái này nó có liên quan đến Java 1 hoặc là nhập môn lập trình. Nhưng mà thay vì làm theo kiểu của Java 1 hoặc là làm theo kiểu của nhập môn lập trình thì mình áp dụng nó vô list thử xem nào. Mục đích là của thầy để cho các bạn dùng list thôi. Thử nào, ai làm trước ha. Ai làm ra trước lấy điểm cộng phần này. Nhập vào một số. Nhập vào một số. Và chúng ta xuất cái số đó ra. Xem thử số đó có phải là đối xứng không. Nếu như bạn không scan thì bạn gán trực tiếp cũng được. Gán trực tiếp một cái số cũng được, không cần phải scan.
Rồi xem thử coi kiểm tra số đối xứng, nhưng mà dùng list nha, chứ còn ở trên mạng thì nó chỉ cho các bạn khá là nhiều, nhưng mà không liên quan gì đến list hết. Cái quan trọng là thầy cần các bạn dùng list. Các bạn mà online mà phải làm được mới công nhận là online, tí mới điểm danh nha, có làm mới điểm danh á, chứ tí nữa mà thầy yêu cầu các bạn show code mà không có gì hết là không điểm danh nha. Hello. Giờ đi ngủ hết rồi. Ủa, mấy đứa này có khi nào nó gom chung lại bàn không ta? Mấy đứa online nè. Nhiều khi nó lên xong nó rủ nó chung lại một bàn ở đâu đó. Bởi vậy thầy hỏi không ai trả lời hết trơn nè. Bạn nào mà tí nữa có bài thì thầy mới điểm danh, còn không có bài thôi à. Không có máy thì khỏi điểm danh. Rồi cóp thử đi. Cho một số nhập một số hoặc là ghép trực tiếp cũng được. Giờ quên scanner luôn rồi. Cả bà già bà hàng quên scanner luôn. Em đi bỏ cả rồi. Cha đang bị gì? Bài này dễ không ta? Dễ không? Dễ à? Đâu, làm đẩy vào clip thử rồi. Cái quan trọng là lấy từng số ra đẩy vô clip. Thầy thấy có bạn sử dụng phần trăm rồi chia nguyên là đúng rồi đó. Thank you.
Rồi điểm danh nha. Đây quét đây. Có sẵn nè. Mở code lên đi, quét cho nó nhanh. Ok. Rồi, quét nhanh nhé. Bỏ nghe lên chưa? Nghe quét nhanh nào. Sao không mở máy tính? Mở máy tính đi. Điện thoại màn hình nó sáng cho nó quét rất là lâu. Rồi những bạn online gõ cho thầy số thứ tự mã số sinh viên tên. Trời ơi, gõ số thứ tự sinh viên tên. Rồi có ai xong chưa? Rồi bạn nào đang ở đây mà chưa điểm danh? 31 anh Vũ. Rồi em số mấy? 27. Ủa rồi sao mấy hôm trước sao mà nghỉ liên tục vậy? Không có linh học online hả?
Bữa này mình đi học offline mà có online đâu mà. Sốt siêu vi mà nhầm gì? Covid mà không sợ. Siêu vi kỹ vô. Đợt vừa rồi Trung Quốc nó mở cửa mà thấy ổn ha. Cái tưởng đâu ào qua cái giống như Tết năm ngoái. Tết năm ngoái mất Tết luôn. Bên nó vẫn dịch như này. Hả? Ghê quá. Rồi có chừng đây bạn thôi hả? Trung Quốc nó đồng quá. Một năm bảy mười một. Mười bốn, hai mươi, ba mươi. Sáu, chín, mười, mười sáu. Hai mốt, hai mươi hai, hai mươi lăm, hai mươi sáu. Gì? Gì? Nào? Nhưng mà số mấy? Ủa vậy là danh sách bị nhảy à? 26 đã có đâu? 22 thắng. Rồi danh sách bị nhảy rồi. Ê chà. Ủa vậy là ai mới vào? Càng nghỉ. À, thêm hai bạn luôn à. Ây da. Thank you.
16 nghĩa nghĩ vương nghĩ sao chưa xong chưa thầy mày rồi kiểm tra lại cái điểm danh coi. Trời. Ok, bài này thì chủ yếu là rồi, nhưng mà
Nhưng mà ở cái chỗ mà sau khi bạn tách ra, bạn tách ra, sau đó bạn cho thầy xem thử là cái lít của mình là xuất cho thầy cái lít sau khi tách rồi. Bây giờ sao là sau giờ vô tìm vô tình lượm được bí kíp. Gánh ra gãy luôn à. Rồi những bạn mà online này có bạn nào làm ra không? Đâu? Sự đối xứng mà, hai bên đối xứng với nhau mà. Trên mạng thì có rất là nhiều cách làm, nhưng mà thầy đang cần các bạn là sử dụng lít. Nhiều cách làm lắm. Bài này mà làm khó được các bạn hả ta? Hả? Phải không? Sao? Số 2 là gánh nè. Số 22 cũng là gánh nè. Số 2332 cũng là gánh nè. Nói chung là số 3 là số gánh mà thầy. Số nào? 3, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4,
Khó vậy ta. Thuật toán của mình là làm gì? Tách cái số đó đẩy vô lít. Rồi tạo một cái lít mới, revert lại, rồi kiểm tra hai cái lít đó mà nó bằng nhau là số đối xứng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ra chưa? Nhiều thời gian thầy sẽ cộng cho nhóm này, cộng cho ai? Số mấy? Hai mươi tám Công Tuấn đúng không? Rồi nhóm dưới hai bạn đó cộng cho ai? Hả, số mấy? 15 Long không? Nửa điểm. Lý do là chưa hoàn thành, nhưng mà có công như vậy là ổn rồi. Rồi bây giờ mình sẽ viết cái số đối xứng ha. Ở chỗ này chúng ta viết đơn giản thôi, tại vì các bạn tư duy được rồi, nhưng mà các bạn làm nó hơi phức tạp thôi. Bây giờ giả sử thầy sẽ khai báo cái in là số, nó sẽ bằng, mình gán luôn ha, 1 2 3 4 5 đi. Rồi sau đó thì mình sẽ khai báo một cái lít, một cái lít. Chỗ này mình để là integer, mình để kiểu lớp bao đi, mình sẽ báo kiểu lớp bao luôn đi. Lít 1 bằng new rồi mình sẽ import array lít, import lít. Bây giờ mình sẽ sử dụng một cái vòng lặp while để mình đẩy cái danh sách vô. Trong khi nếu như số này khác không thì số này khác không thì mình làm gì? Khác không thì mình sẽ thêm cái phần tử. Lít, 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 một. Thêm cái gì? Thêm cái số mốt cho 10, đúng không? Rồi sau đó chú ý chỗ này nha. Chú ý chỗ này. Số chia bằng 10. Và xuống các bạn sẽ xuất ra giúp cho thầy cái lít 1 chấm toString. Chú ý chỗ này nha.
Như vậy thì nếu như chúng ta làm như vậy, nó sẽ xuất ra 5, 4, 3, 2, 1. Nhưng mà đây không phải là số của chúng ta. Số của chúng ta là 1, 2, 3, 4, 5. Vậy trong cái lúc mà mình thêm phần tử vào danh sách này nè, mình phải làm thêm cái gì nữa? Thêm số thứ tự mấy, index mấy? Thêm vào index 0. Thêm vào index 0. Tức là lúc nào mình cũng thêm vào đầu mảng thì nó ra 1, 2, 3, 4, 5. Easy quá quá. Rồi. Ok. Mình sẽ có một cái list 2. Mình sẽ có một cái list 2. List 2 này của mình, mình sử dụng cái phương thức là add on list 1. Như vậy lúc này mình đã có được cái list 2 giống list 1 không? Rồi, mình sẽ sử dụng cái collection của chúng ta. Chấm revert cái list 2. Như vậy mình đã có cái list 1 và list 2 là khác nhau rồi đó. Bây giờ mình sẽ xuất cái list 2 ra. Xuất list 2 ra. Như vậy mình đã có list 1 và list 2 là hai cái ngược nhau. Nhiệm vụ của mình bây giờ là kiểm tra cái list 1 và list 2 này nếu mà giống nhau thì chúng ta có thể sử dụng vòng for in y bằng 0 chấm phẩy y nhỏ hơn list chấm size chấm phẩy y cộng cộng. Mình sẽ kiểm tra ở đây, kiểm tra ở đây mình sẽ cho full length một cái kiểm tra bằng true. Trong này nếu như mình phát hiện ra là list 1 chấm get y mà không bằng với list 2 get y thì kiểm tra bằng phone và kết thúc. Còn nếu không, xuống đây, nếu như kiểm tra thì mình biến mất tiêu rồi, cho nên là bây giờ mình, nếu mình muốn thì mình sẽ giữ cái này lại. Mình giữ cái này lại. À, bằng. Tại vì nếu mà mình không giữ á, là tí nữa mình chia xong cái là sao? Nó mất tiêu cái nó thành cái số 0. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ kết luận A là số gánh. À, số gãy, ok. Rồi, đó, đơn giản như thế. Chạy. À, không gãy, không gánh. Bây giờ số của chúng ta, giả sử các bạn cho vô đây là 4321. Đó, vậy thôi. Bởi vì bạn dãy trước khi revert và sau khi revert là giống nhau.
thì nó là gánh. Đơn giản. Ví dụ như chỗ này mình bỏ số 5 đi thì nó cũng là giống nhau. Đấy. Như vậy thì cái bài này thì mong muốn các bạn sẽ sử dụng được click, sử dụng được phương thức add or, phương thức reverse. Và trong này nó có một số cái phương thức khác. Ví dụ là xoay. Xoay là gì? Là người cuối cùng đi lên đứng ở đầu và đẩy mấy người kia lưu lại, chứ không phải là reverse ha. Dịch chuyển thôi. Dịch chuyển một người. Như vậy chỗ này thì nó hỏi là xoay bao nhiêu, xoay bao nhiêu, cái khoảng bao nhiêu. Rồi bây giờ mình sẽ thử xoay nhé. Chỗ này số mình cho số bình thường mình mới thấy được, chứ mình cho số gánh mình khó thấy. 5, 6, 7, 8, 9 đi. Rồi. Bây giờ mình đã có được cái danh sách. Ở đây là list 1 của mình nè. List 1. Rồi bây giờ cái số này mình không cần làm cái này nữa. Mình có danh sách là list 1. Rồi mình xuất list 1 ra. Sau đó mình sử dụng cái collection này. Mình cho nó xoay. Ví dụ một phần tử. Sau đó mình xuất lại lần nữa. Đây. 9 chạy ra phía trước và nó đẩy những phần tử tiếp theo ra làm sao. Giả sử chỗ này mình xoay 3 phần tử thì làm sao? Nó đẩy 3 số cuối ra phía trước. 7, 8, 9 ra phía trước. Hả? Xoay 10 lần thì nó lặp lại thôi. Xoay 10 lần thì nó lặp lại thôi. Thì nó lặp lại. Nó chỉ lặp lại thôi mà. Rồi. Ví dụ như swap là đảo hai vị trí. Đảo hai vị trí. Như vậy chỗ này thay vì là mình xoay thì mình có thể sử dụng cái collection này. Mình chọn swap nó. Danh sách, ví dụ như mình đổi số 1 và số 5. Đổi số 1 và số 5. Thì số mấy với số mấy đổi? Sao 1, 5 được? À, số 2 và số 6 đổi. 2 với 6 đổi nhau. Vị trí 1, 5. Index của mình tính bằng 0. Cho nên là 2 với 6 nó đổi. Đó là liên quan đến cái collection mình có thể dùng để xử lý. Bây giờ, khi mà lúc nãy mình có sort rồi đúng không? Mình có sắp xếp rồi, mình dùng collection để mình sắp xếp. Nhưng giả sử cái class của mình nó có hai cái thuộc tính full name và mark. Vậy lúc này chúng ta sort được không? Ví dụ mình làm cái này trước đi. Mình có một cái lớp sinh viên. Có một cái lớp sinh viên. Sinh viên, copy bên này qua cho nó nhanh. Rồi, lớp sinh viên của chúng ta. Bây giờ
thầy sẽ có một cái class là buổi 6. Thầy sử dụng một cái list sinh viên. Gì? Đi đâu? Cái lớp sinh viên của chúng ta. Lớp sinh viên. Và mình sẽ xuất cái sinh viên này ra. Bây giờ nếu như mà cái sinh viên này của chúng ta mà chưa sắp xếp thì điểm của nó 8, 7, 9. Và mình mong muốn rằng là trước khi xuất mình sắp xếp cái điểm này tăng dần. Vậy thì mình làm giống như lúc nãy. Mình sử dụng collection. Mình sử dụng collection để mình sắp xếp. Trước khi xuất mình sử dụng collection để mình sort nó. List 2. Nó là sao? Nó báo lỗi. Và nó báo rằng là đối với lại cái phần sort này thì cái phương thức này không có sử dụng được. Phương thức này không sử dụng được. Như vậy, đối với cái dạng mà trong cái danh sách của mình, kiểu dữ liệu không phải là kiểu dữ liệu đơn. Đơn là gì? Là string hoặc là in, double, flush, boolean, vân vân. Không phải kiểu dữ liệu đơn mà là một class. Thì nó không hiểu là mình muốn sắp theo cái gì. Nó không hiểu. Vậy mình muốn sắp theo cái gì thì chỗ này mình sẽ định nghĩa cho nó để nó biết mà nó sắp. Vậy chỗ này bạn có thể sử dụng cái comparator. Comparator để bạn sắp xếp. Và trong này thì cái comparator này bạn sẽ sử dụng là Steven. Bạn khai báo là com bằng new comparator. Và chỗ này nó sẽ cho chúng ta một cái phương thức. Một cái phương thức, chỗ này bạn nhớ chấm phẩy. Cho chúng ta một cái phương thức để chúng ta so sánh. Như vậy ô 1 chấm, nếu như bạn muốn sắp theo điểm thì bạn chọn mark chấm compare to ô 2 chấm mark. Như vậy nó sẽ sử dụng. Và chỗ này mình đưa cái sắp xếp vô. Vậy thì lúc này cái list của chúng ta nó sẽ được sắp xếp theo điểm. Nếu các bạn muốn sắp xếp theo tên thì chỗ này bạn thay cái điểm bằng tên. Thay điểm bằng tên. Chạy lại. Tuấn trước. Rồi mới đến Hường. Mới đến Phương. Nhưng mà mình sắp xếp theo tên. Cho nên sao? Được chưa? Mình sắp xếp theo tên. Cho nên ở chỗ này nó sắp xếp theo tên cho chúng ta. Hường trước, Phương rồi mới đến Tuấn. Được chưa nào? Như vậy thì đối với lại cái list của chúng ta mà kiểu dữ liệu là class thì mình phải chỉ định cho nó là sắp xếp theo cái gì. Đây là một cách mình sẽ tự định nghĩa một cái phương thức, một cái nội dung sắp xếp riêng. Hoặc là bạn sẽ có một cái lớp student 2. Lớp student 2.
mà mình sẽ sử dụng trực tiếp cái comparable này luôn. Import cái đó vô. Implement cái compare này vô. Mình sử dụng chính cái student 2. Và chỗ này khi mà mình khai báo như vậy thì nó nói rằng là cái implement này của mình nè cần phải override một cái phương thức liên quan đến cái so sánh. Đó, override liên quan đến so sánh. Thì chỗ này mình sẽ viết lại return mark compare với order mark. Sử dụng order ha. Đó. Order là chỗ này nè. Mark là của cái đối tượng. Còn order là cái đưa vào. Như vậy chỗ này order tức là o. Nếu như mà trong cái slide là người ta để order, còn đây của mình là mình sẽ sử dụng là return mark hoặc là this cũng được các bạn. Nếu như đúng ra chỗ này chúng ta sẽ gọi là this chấm mark chấm compare to o chấm mark. Được chưa? Đó là phương thức mà chúng ta sử dụng cái implement, cái interface này vào. Nếu như vậy thì lúc mà chúng ta sử dụng ở đây, chúng ta sẽ sử dụng cái này và chúng ta sort trực tiếp luôn. Sort trực tiếp luôn các bạn. List này bỏ đi. Student 2. Rồi. Và lúc này các bạn sort trực tiếp và xuất cái này ra. Nếu trong trường hợp mà các bạn muốn sort trực tiếp cũng được, thì chúng ta viết như vậy. Rồi. Bạn vẫn có thể sort trực tiếp nếu như bên trong cái đối tượng của chúng ta có cái phương thức để so sánh rồi. Thì mình sort trực tiếp được. Đó, như vậy chỗ này chúng ta sort trực tiếp và sort theo điểm. Nếu như bạn muốn sort theo tên thì bên trong này bạn compare full name. Đó, Cường được sắp trước. Đấy. Như vậy mình cũng có thể gọi trực tiếp cái list này luôn. Hoặc là mình có thể định nghĩa cái cách sắp xếp riêng. Và thường người ta dùng cách này nhiều hơn. Đó. Như vậy trong cái phần này thì chúng ta có sử dụng trong bài lab. Cho nên cái phần mà sắp xếp này các bạn xem lại demo kỹ giúp thầy. Chúng ta còn 15 phút nữa. Chúng ta nói về map luôn. Cho nó xong phần này luôn.
Như vậy đối với lại Mac thì các bạn thấy hình dáng của nó là gì? Nó giống như là một cái danh sách, nhưng mà danh sách của chúng ta thì có hai giá trị. Thì nó giống như là cái list mà student hồi nãy á, giống như vậy, đúng không? Nhưng tại vì cái student của chúng ta nó có thể là có nhiều cái thuộc tính khác, có tên, có tuổi, có điểm, có ngày tháng năm sinh, có số điện thoại, có rất là nhiều thứ. Còn riêng cái map này chỉ có hai thuộc tính thôi, duy nhất hai thuộc tính, muốn thêm thuộc tính thứ ba không có, một thuộc tính cũng không có luôn, mà nó phải đi hai thuộc tính. Một cái thuộc tính đầu thì nó gọi là key, thuộc tính sau gọi là value, và chỗ này người ta thường hay dùng để làm từ điển. Ví dụ key của mình là hello, value là xin chào, ví dụ như vậy. Thì ứng với một key thì nó sẽ trả về cho mình một value, đó là về map. Như vậy thì ở chỗ này bản thân map nó là một list có hai thuộc tính. Nhớ, một list có hai thuộc tính. Thuộc tính đầu gọi là key, thuộc tính thứ hai gọi là value. Và mình truy xuất nó giống như là một list thông thường. Giống như một list thông thường. Và ở đây chúng ta sẽ sử dụng map kiểu dữ liệu đưa vào, key kiểu dữ liệu gì là tùy mình, value kiểu dữ liệu gì tùy mình. Ví dụ hai cái string hết cũng được, hai cái là số hết cũng được, tùy. Và new hash map, bởi vì map này nó là interface cho nên là không sử dụng new được, mà chúng ta sử dụng hash map. Và đưa vào thì chúng ta không add mà chúng ta put. Người ta viết cái phương thức nó tên khác thôi, thì cũng coi như là thêm vào thôi, push, đẩy vào. Và lấy ra, này là to string là nó lấy hết. Còn nếu mà chúng ta muốn lấy từng phần, thì trong này nó có get. Get thì nó không có get theo index, mà nó get theo key. Get theo key. Ví dụ thầy sẽ demo cho các bạn một cái map demo. Các bạn bớt nói chuyện lại, các bạn mới tập trung được. Chứ các bạn đang nói chuyện là các bạn tập trung cái câu chuyện của các bạn. Cho nên là mặc dù là các bạn đang nhìn thầy nhưng mà tâm hồn không để về thầy. Mắt thì nhìn nhưng mà tâm hồn để con bé khác rồi. Cho nên chỗ này các bạn sẽ khai báo cho thầy một cái map, và thầy đang muốn rằng cho vào một số thì ra một chữ, cho vô số 0 thì ra chữ 0, cho vô số 1 ra chữ 1. Đó là một từ điển rồi. Rồi, như vậy thì cái kiểu đầu tiên là gì? Integer. Kiểu thứ hai, string. Ok. Bộ số đi, bằng new hashmap. Hashmap của chúng ta thì chúng ta cũng để là kiểu dữ liệu, nó y chang như là array list in phải string. Chỗ này chắc mình để qua lớp bao luôn đi ha. Mình nên xài lớp bao. Import. Ở dưới này mình sẽ có bộ số của chúng ta, push.
1. Và chỗ này chúng ta đưa vô 1. Chúng ta thử ít thôi. Các bạn về có thể các bạn thêm. Chỗ này là 2, 3. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xúc nó ra. Bộ số chấm to string. Xúc hết ra. Coi thì nó ra cái gì. 1 là 1, 2 là 2, 3 là 3. Bây giờ mình sẽ xúc ra bộ số chấm get. Ví dụ số 2. Theo các bạn nó xúc cái gì? Xúc chữ 2. Xúc chữ 2. Nếu như mình đưa vô đây số 4. Không có. Được chưa? Rồi. Như vậy mình đã làm được, mình đã demo được cái phần get. Remove thì tương tự. Content. Bạn dùng content để kiểm tra thử là cái key đó có tồn tại hay không. Một là bạn dùng content. Hai là bạn cũng có thể dùng get trực tiếp cái key đó ra. Nếu mà trả ra giá trị thì là tồn tại, còn không trả ra giá trị thì là không có. Vẫn có thể kiểm tra bằng cách này. Mình dùng content cũng được. Ok. Sai. Empty. Cái danh sách này có rỗng không? Clean. À, làm trống hết. Key set. Lấy ra tất cả các key. Tức là mình đẩy ra một cái list, một cái danh sách ở dạng set mà chỉ có key thôi. Rồi mình chọn value, là mình lấy ra một cái danh sách mà chỉ có chứa cái value thôi. Còn lấy ra để làm gì thì tùy mình. Mình nó cho mình một cái phương thức như vậy. Rồi một cái là entry. Rồi như vậy mình sẽ thử, mình lấy cái key set nó ra cái gì. Key set 1, 2, 3. Đó. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ lấy cái value thôi. 1, 2, 3. Chỉ lấy toàn bộ cái value thôi. Còn lấy ra để làm gì là tùy các bạn. Đó. Tùy. Mình muốn xử lý để làm gì là chuyện của mình. Lấy tập entry, tức là tách ra, tách hồi đầu là nguyên mảng, bây giờ mình có thể tách nó ra từng phần một. Entry set, tách nó ra đây nè. Cái này nè là dấu ngoặc nhọn, cái này là dấu ngoặc vuông, là dạng mảng. Dạng mảng. Như vậy khi bạn tách ra entry set xong, bạn có thể chấm get. Chỗ này phải ép kiểu qua mới get được. Ép kiểu qua array list thì mình sẽ get. Get 1. Get
mình khai báo một cái release mình ép qua thì nó mới cho. Rồi để đó bài đó sau đi. Rồi khi đó bạn khai báo một cái release bạn ép nó qua thì ok. Còn gì nữa không? Cái map set duyệt mãn. Duyệt mãn thì mình cũng có thể for it. Rồi hết rồi. Như vậy từ điển sau này các bạn có thể sử dụng cái từ điển này làm một cái bài là nhập vào một số là tiền, sau đó chuyển thành chữ. Ví dụ như là 123 thì chuyển thành là 123 đồng. Ví dụ như vậy thì mình sẽ dùng map cho nó nhanh. Thay vì mình dùng 6K đúng không? Trước đây mình dùng 6K là nếu như không thì K trả ra là chữ 0, 1 thì trả ra 1. Thì thay vì mình dùng 6K để mình lấy giá trị thì bây giờ mình dùng map. Tức mình get ra được số 1 thì mình đưa vô trong cái map của mình là mình lấy ra được chữ 1. Thì đó, nó sẽ nhanh hơn. Hoặc là sau này bạn xây dựng một cái bộ từ điển chẳng hạn. Tiếng Anh Việt, Pháp Việt chẳng hạn. Thì tùy, mình sẽ xây dựng một cái bộ từ điển. Cứ có một từ thì nó ra một nghĩa, ví dụ thế. Và các bạn sẽ thử cái value này thay vì là string. Thì mình đưa nó là một class được không? Ha, về thử thôi. Thay vì mình đưa một cái kiểu đơn thì mình đưa nó vô là một cái kiểu ở dạng class. Thử xem nó làm sao. Đấy. Là nội dung bài học của mình ngày hôm nay. Tương đối nhiều thứ. Nhiều, rất nhiều. Đó. Thì các bạn về cố gắng xem lại. Video hôm nay thầy không cắt cho nên khá dài.